Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Số lượng hung thú thánh giai như thế này, quy mô thú triều như thế, chỉ dựa vào hai thánh giai là mình và Tố Nghề, cộng thêm chiến lực của hoàng gia và hoàng thành, nghe là cũng khó mà xoay chuyển tình thế. Ta cần ngươi đưa ra chứng cứ. Ta không thể nào chỉ dựa vào mấy câu nói và mấy hình ảnh đó của ngươi mà điều động binh lực của Hí Thủy Quốc được. Xin lỗi, ta không đưa ra được chứng cứ gì cả. Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như thân phận của ngươi mà cũng không thể nào nói cho người khác biết, vậy thì ngươi bảo ta làm sao sao phải tin ngươi kiểu gì đây? Làm sao mà bẩm báo với những gì ngươi nói cho nữ đế và triều đình chứ? Bí mật trọng sinh chắc chắn là không thể tiết lộ. Nếu đã như thế, chỉ có thể nghĩ cách lừa cô ta một lần. Xin lỗi nhé, tư không tiền bối, mượn thân phận của người dùng một lần vậy. Hồn lực dao động của tư không cảnh na. Hồn lực dao động của hắn đang biến hóa đây nè. Cha, Long Hống Pháo, này, ngươi không sao chứ? Không chặn được làn sóng này rồi. Thân hình của ngươi giỏi đánh ở cự ly xa, có thể chi viện cho tiền tuyến thứ hai ở phía bên tường thành. Ngươi đi ra từ lối này đi, để ta cắt đuôi. Không giấu giếm gì, hồn lực của ta cũng không còn bao nhiêu. Thí luyện lấy điểm gì đó thì tạm thời không nói, nhưng mà có người như ngươi làm đồng đội thực sự là rất đáng tin cậy. Ta cũng không ngờ sẽ có ngày sẽ liều mạng chiến đấu cùng với người của tộc Hô Diên. Nhưng mà đáng tiếc, xem ra trận thí luyện này chúng ta đều phải dừng bước rồi. Này! Nhìn thấy thứ kia hay không? Trước kia nhìn từ xa không cảm thấy sự đáng sợ của nó. E là đây không chỉ là độ mạnh của thiên giai, có thể ít nhất cũng từ thánh giai trở lên. Cái gì thánh giai? Đáng ghét. Thánh giai ở trước mặt chúng ta cũng bất lực. Đừng từ bỏ. Lúc thí luyện vòng 2 chúng ta đã đối mặt với bản sao túc nhân của tinh hồn tướng Ngao Bính. Không phải cũng kiên trì được đó hay sao? Hơn nữa, làm dù biết không thể nào làm được là tín ngưỡng của Hô Diên tộc bọn ta. Cho dù kết thúc ở đây, ta cũng phải đấu với kẻ địch mạnh nhất kia. Ngươi nói đúng lắm, thân là vương tử của tộc Giao Nhân, ta cũng không thể nào mở to mắt nhìn nó tấn công cổng thành, đồ sát bách tính của Long Hải quốc ta. Cho dù có chết, vương tộc và binh lính cũng phải chết trước bách tính. Ta thu hút sự chú ý của nó, ngươi. Không, cơ thể của ta uyển chuyển, thủ đoạn đánh xa cũng tốt hơn ngươi một chút để ta dụ nó. Lực bộc phá của ngươi mạnh, ngươi phụ trách tìm cơ hội đánh cho nó một đòn chí mạng. Hơn nữa suy cho cùng, thí luyện của tộc Giao Nhân này cũng vì ta nhúng tay vào mà nảy sinh vô số sai sót. Nếu như may mắn thật sự có thể giết chết quái vật này rồi lấy điểm, vậy thì ta hy vọng là ngươi. Lên đi, này. Được thôi.
Cẩn thận, tránh. Sống lên, không quan tâm đến chúng nữa. Ta dẫn dụ bọn quái. Ngươi tìm cơ hội đánh từ phía sau. Được. Chết đi quái vật. Cái gì? Tiêu rồi. Xong rồi, nhưng mà ít nhất không chết trong tay của đám tay sai kia. Chuyện còn lại giao cho ngươi đấy. Đa tạ cơ hội mà ngươi đã tạo ra, ta sẽ không để ngươi hy sinh uổng phí đâu. Là của ta thôi. Lam Tiêu, ngươi. Chiến kỹ, vòng xoáy thắt cổ. Thắng rồi, lượng điểm tích xù này là của lão tử rồi. Khốn kiếp. Cái gì? Chuyện gì thế này? Đây nào đâu? Vẫn còn vòng cổ, thí luyện vẫn chưa kết thúc hay sao? Người thí luyện số 2, nam nhân tóc vàng. 4, tay đỏ. Vòng thí luyện đầu tiên điểm 800. Vòng thí luyện số 2 điểm 1100. Vòng thí luyện số 3 điểm 3260. Điểm khác, không phải là tộc giao nhân. Trừ 10.000 điểm, tổng điểm âm 5160, nhận được tư cách truyền thừa. Ây, ngọa tào, cái quỷ gì thế này hả? Đau đầu quá. Đây là cảnh tượng gì thế? Sao những hình ảnh này lại xuất hiện trong đầu của mình, còn có thông tin? Không lâu sau, Lam Hoang Thú Triều, thành Vĩnh An. Ý gì thế này? Người thí luyện số 2, Hồ Diên Hạnh bị loại, không phải 5 giây sau sẽ bị cưỡng chế đưa ra khỏi bí cảnh. Hả? Không biết là tại sao tôn thượng lại cho hắn những thứ đó, nhưng mà nhiệm vụ hoàn thành rồi, quay về phục mệnh thôi. Tường thành của Lam Thành Long Vĩ, chiến trường phòng tuyến số 2. Cho nên đại khái là như thế này, thế nên nói nghiêm túc thì vi phu không hề đoạt xá hay là trọng sinh. Cơ thể của người tên là Tống Vân Tường này chỉ mang theo một phần tàn hồn khi tiếp nhận trận pháp truyền thừa của vi phu mà thôi. Hệ thống tinh chủ không phản ứng, quả nhiên không thể nào phục chế số liệu tinh hồn tướng ở trong bí cảnh. Tinh hồn tướng, đợi sau khi ra khỏi bí cảnh rồi nghĩ cách bắt đầu vậy. Vậy trước kia ở thành Sa Điều, cha thật sự vẫn luôn đi theo sau con sau. Con nên sớm nghĩ tới mới phải, chỉ có trình độ trận pháp của cha mới có thể tạo ra trận pháp, che phủ thần thức thánh gia như thế. Không sai, vốn dĩ tên Tống Vân Tường này đến thành Sa Điều nào ngoài ý muốn, bởi vì nhìn thấy con. Chấp niệm đối với con nên một phần tàn hồn của cha mới bị kích thích.
Để có được chiến lược của Hy Thủy Quốc, trước tiên cứ dùng kỹ năng diễn xuất lừa gạt vậy. Trong bí cảnh này dựa vào thủ đoạn trận pháp, vi phu cũng có được vài quyền hạn. Thế nên mới có thể hiện thân ra gặp con như này. Đợi khi rời khỏi bí cảnh này, phần tàn hồn này của cha cũng không biết là sẽ biến mất lúc nào. Vậy chúng ta cứ ở trong bí cảnh này không ra ngoài nữa có được hay không? Giống như là lúc ở Hy Không Sơn vậy. Vậy nói cách khác, không được, thực ra tàn hồn này của ta cũng tiêu hao không còn bao nhiêu nữa. Thực ra ở trong bí cảnh này cũng không biết sẽ biến mất lúc nào. Con tin cũng được, không tin cũng được. Không lâu sau, thú triều gấp trăm nghìn lần như thế này sẽ chôn vùi phòng tuyến liên minh Lam Hoàng. 3 năm sau, cả đại lục này đều sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, cho dù là Di Luân Hy Thủy hay là Long Hải Hạ Vực, ai cũng không thể nào lo nổi cho mình. Phàm nhân túc nhân, thiên giai thánh giai, không ai có thể toàn thây rút lui. Thế nên cha đặc biệt thay đổi quy tắc ở vòng thí luyện số 3 là vì muốn để cho mọi người nhìn thấy thảm cảnh mà đại lục sắp phải đối mặt, hy vọng có thể phó thác sức mạnh cho người đáng phó thác. Cha xem thiên cơ, chỉ có vị tiểu huynh đệ tên là Tống Vân Tường này mới có thể thay đổi tất cả biến số. Bảo vệ đại lục này là trách nhiệm của dòng dõi thủ lăng chúng ta. Á Diệu à, thực ra vị Tống Vân Tường này được cha sắp xếp đang làm một việc rất là vĩ đại. Cha hy vọng con có thể coi hắn là cha chuyển thế, tận tình giúp đỡ. Nếu có thể như thế, cho dù tàn hồn của cha biến mất hoàn toàn, cũng không hổ thẹn với tiền bối trong tông môn và sư trưởng. Ngoại tào cũng chẳng biết bản thân đang nói cái gì. Cũng đủ rồi nhỉ, sắp không thể nào nói dối được nữa. Không ổn rồi, nghĩ cách biến mất thôi. Cái gì? Mấy con quái vật này đến thật nào đúng lúc, nhân cơ hội này rút lui thôi. Ok rồi, bây giờ lại dùng hồn lực mô phỏng ra một vài hiệu ứng biến mất thôi. Chà, đây là chuyện gì thế? Không sao. Vì trận chiêu vừa nãy, tàn hồn của ta tổn hại quá độ nên rơi vào giấc ngủ sâu. Hỗn não. Đám kiến đáng chết. Cha không sao chứ? Không sao, Á Diệu năm đó vẫn còn bé tí, vậy mà giờ đã trở thành cường giả có thể phụ tá thiên hạ rồi. Cha rất vui. Tính hồn tướng văn trọng mà trước kia cô ta không nỡ dùng. Lừa cô ta như thế đúng là có chút vô lương tâm, đợi sau khi ra khỏi bí cảnh, rồi lại tìm cơ hội bồi thường vậy. Á Diệu à, hy vọng con có thể. Cha, đừng mà cha. Ơi, ta là ai, ta đang ở đâu, vừa rồi có chuyện gì thế? Rất tốt, thành công thoát thân, bây giờ chỉ cần giả ngu là được. Lại chảy thêm một giọt mồ hôi trên mặt. Tinh giải. Cha. Hoàng tiền bối, tại hạ Tống Vân Tường. Vừa nãy trước kia tư không tiền bối biến mất, cũng đã dùng ý niệm nói cho tao biết tình hình đại khái. Bỏ đi, không sao. Còn có, đừng gọi ta là Hoàng tiền bối. Vậy ngươi có thể gọi ta là A Diệu.